Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý Phật tử. Sách có câu: đời con như chiếc lá non, cha như bóng cà để con nép vào, đời mẹ là những ánh sao để con dừng bước, đêm nao lạc đường. Tiếp theo chương trình, xin mời Phật tử Mỹ Đào nói lên tấm lòng quý kính của mình đối với ân đức sanh thành của cha mẹ qua mài cảm niệm Vu Lan, kính thỉnh chư tôn đức chứng minh. Kính mời Phật tử Mỹ Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại diện các cấp chính quyền địa phương, quý quan khách, quý nam Phật tử, kính thưa quý liệt vị. Thế là một mùa hạ nữa đã đi qua, tháng 7 mưa ngâu gợi về cho chúng con bao cảm xúc của mùa Vu Lan báo hiếu. Ngày hướng trọn về mẹ kính yêu, nơi đây trước Phật đài trang nghiêm, Phật tử chúng con xin được phép cùng với chư tôn đức và toàn thể đạo tràng dành trọn vẹn một phút mặc niệm về mẹ. Đấng sanh thành đã tạo nên hình hài chúng con bằng niềm đau tột độ. Kính lại mẹ, nhìn khói hương trầm nguyện giữa ngôi bảo diện tôn nghiêm, lòng chúng con thành kính hướng về mẹ, người mà con thương yêu nhất, và cũng là người không thể thiếu con trong đời. Thưa mẹ, ngày con bắt đầu đánh dấu sự tồn tại của mình trên cuộc đời này là ngày con nằm trong bụng mẹ. 9 tháng 10 ngày mẹ cứu mang con, một tiếng động mạnh sợ làm con giật mình, một cái chạm nhẹ cũng sợ làm con đau. Mẹ nâng niu con như báu vật của mình. Khi cất tiếng khóc chào đời, người đầu tiên con thấy vỗ về con cũng chính là mẹ. Mẹ dịu dàng trao cho con dòng sữa ngọt, mẹ ôm con vào lòng và hơi ấm của mẹ lan tỏa quanh con. Theo thời gian lớn lên, con biết lật, biết bò, biết đi, biết nói, và con gọi mẹ ơi. Ôi, ngôn ngữ trần gian khờ dại quá, nói sao vừa hai tiếng mẹ ơi. Mẹ ơi, trong những ngày con thơ ấu, mẹ đã khổ nhọc săn sóc từng mảnh quần tắm áo, cho con từng ngụm cơm bát cháo. Cũng chính tay mẹ đã dẫn dắt cho con từng bước chân đầu tiên để con được bước đến trường làng. Mẹ cũng đã cầm tay con nắn nót những chữ y a. Khi con khôn lớn, cũng chính mẹ đã đưa con qua những đoạn đường trơn, những gian khó của cuộc đời. Đến lúc con trưởng thành thì mẹ đã già rồi, tóc mẹ đã lấm râm từng sợi trắng, trên trán mẹ đã in hằn những nếp nhăn, mắt mẹ đã không còn sáng long lanh như thuở nào. Mẹ cho con tất cả, hết quãng đời tuổi xanh, cả hương thơm dịu ngọt, rộng hơn biển trời thanh. Mẹ là gió mát tinh anh, là tiếng hiền diệu, là cành thùy dương. Mẹ là hoa, mẹ là hương, mẹ là nguồn cội tình thương nhiệm màu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
thật dễ nếu tình của mẹ như núi nguồn bất tận, như biển rộng bao la, thì ân của cha cũng sánh tở trời xanh cao như núi Thái. Nếu như lúc nào mẹ cũng dịu dàng ấm áp, thì cha lại ít khi biểu lộ tình cảm của mình với chúng con. Bởi lẽ vì cha là trụ cột gia đình, bởi do bản tính cứng rắn của một người nam, nên cha thường nghiêm khắc và ít chia sẻ hơn mẹ. Nhưng con biết, cha rất thương con. Cha đã làm lụng vất vả quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, dãi nắng dầm mưa, tất cả chỉ vì tương lai cuộc sống của chúng con. Cha luôn là nguồn động viên soi sáng cho con những khi con lầm đường lạc lối. Dù không ít lần con ngộ nghịch để cha phải buồn lòng, nhưng cha vẫn luôn tha thứ và thầm lặng theo dõi từng bước con đi. Cha là bóng cả ngã che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha như nước non. Kính thưa cha mẹ, cũng lắm khi cha mẹ vì con mà dấn thân trong tội lỗi để con được đầy đủ với người. Cha mẹ đã không ngại bất kỳ một khó khăn, gian khổ nào, miễn sao con được no ấm, lớn khôn, học hành đến nơi đến chốn. Tất cả chỉ vì con, vì những đứa con ngây thơ khờ dại. Vậy mà trong cuộc đời mình không biết bao nhiêu lần con làm cho cha buồn lòng, làm cho mẹ phải khóc. Hôm nay đây trước Phật đài con xin được một lần tạ lỗi. Xin cha mẹ tha thứ cho con. Và hôm nay đây xin cho con gửi đến cha mẹ tấm lòng tri ân thầm kín. Con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này. Cảm ơn cha mẹ đã cho con một hình hài nguyên vẹn. Cảm ơn cha mẹ đã cho con sự sống. Cảm ơn cha mẹ đã cho con tất cả tình thương. Cảm ơn cha mẹ đã cùng con đi trên dặm nẻo đường. Xin cảm ơn, nghìn lần cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chắc chắn chúng ta ai ai trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hụt hẫng, nghẹn ngào khi trên đời không còn cha hoặc không còn mẹ. Có còn ai hỏi han khi con ốm? Có ai quan tâm khi con vui hay buồn? Khi gặp khó khăn, đâu còn bờ vai của cha cho con nương tựa? Còn đâu những tháng ngày ấm áp bên mẹ bên cha? Nhặt cánh hoa rơi chợt thấy buồn, hoa hồng màu trắng giọt lệ rơi. Ngày thơ con trẻ ngồi mong đợi, hình ảnh thân thương chẳng thấy về. Tháng bảy mùa cu lan về, nhỏ từng giọt lệ nhớ mẹ ghê. Chiều nay mưa lạnh đơn côi quá, hình ảnh thân thương chẳng thấy về. Đứa con mồ côi đáng thương nhất, mất cha, mất mẹ, là niềm trống trải hoang vu, là nỗi bơ vơ cô độc. Mất cha mẹ dù già cũng thơ ấu thơ, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống như hồn vẫn ngẩn ngơ. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm cầu nguyện chư tôn thiền đức
sức khỏe dồi dào, mãi là bóng đại thọ, là thuyền từ che chở đưa chúng con đến bến Thanh Lương. Kính chúc chư quỷ liệt vị thân tâm thường lạc, đạo pháp kiên trì, đạo tâm kiên cố, đạo hạnh trang nghiêm, đạo quả viên thành, nhất là luôn sống trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Cha là bóng cà ngà che con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả cuộc đời vô biên hóa. Ân đức tình cha như nước non, và còn mẹ là xứ hoa anh đào thơm ngát. Mẹ là vườn sao sáng dừa đêm trường, mẹ là cả một trời thương, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm niệm công đức của Phật tử Mỹ Đạo đã nói lên bài cảm niệm Vu Lan trong ngày Vu Lan báo hiếu hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.